Ngày 20 tháng 7 năm 1969, một khoảnh khắc mà hàng trăm triệu người trên trái đất đã bật TV đen trắng, nheo mắt nhìn vào màn hình nhiễu sóng để thấy một chấm người nhỏ bé đang cố gắng bước ra khỏi chiếc Modul Eagle nằm chênh vênh giữa biển im lặng của không gian. Và rồi câu nói huyền thoại vang lên, rõ và cũng mờ như vọng từ thế kỷ khác. Đây là bước chân nhỏ của một con người, nhưng là bước nhảy vọt của cả nhân loại. Nhưng đằng sau câu nói ấy là một câu chuyện dài và lắt léo hơn nhiều. Ai là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng? Tại sao ông được chọn? Ông đã làm gì trên đó? Ông đã mang gì về? Và có điều gì không được công khai hay không? Hành trình Apollo 11 không chỉ là cuộc chạy đua giữa Mỹ và Liên Xô, mà còn là một sự kiện mà đến giờ người ta vẫn chưa kể hết mọi góc khuất của nó. Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là Neil Armstrong. Neil Armstrong không phải là một anh hùng giống như bạn vẫn thấy ở trong phim Mỹ. Ông trầm tính, ít nói, tính cách gần như một nhà sư đeo mũ và bay. Thậm chí báo chí thời đó còn ngạc nhiên vì NASA tại sao lại chọn một người kiệm lời đến như vậy làm người đầu tiên đại diện cho nhân loại bước lên một thiên thể khác. Nhưng Armstrong có thứ mà ít người có được, sự bình tĩnh đến đáng sợ. Trong một thử nghiệm mô đun đổ bộ tại sa mạc, cỗ máy bất ngờ mất kiểm soát và lao xuống đất. Armstrong nhảy dù khỏi buồng lái chỉ trong 0,5 giây cuối cùng trước khi nó phát nổ. Những phi công khác có lẽ đã tử mạng. Armstrong thì đáp xuống mặt đất, phủi bụi và quay lại văn phòng làm báo cáo ngay trong chiều hôm đó như chưa từng xảy ra chuyện gì. NASA cần một người như vậy trong khoảnh khắc lịch sử, một người không run tay khi đối mặt với sự im lặng vô hạn của không gian. Nhưng Armstrong không đi một mình. Buzz Aldrin, người đàn ông dí dỏm và quyết đoán hơn, là người thứ hai đặt chân lên mặt trăng. Còn Michael Collins, người cô đơn nhất thế giới khi ấy, ở lại mô đun chỉ huy bay vòng quanh mặt trăng, cách đồng đội hàng chục km và tuyệt đối không biết liệu hai người kia có kịp trở lại hay không. Khoảnh khắc Armstrong bước xuống, mặt trăng thực sự im lặng đúng như tên gọi của vùng biển tĩnh lặng. Không có gió, không có âm thanh. Mỗi bước chân ông tạo ra một dấu in sắc nét, không bị xóa bởi bất kỳ cơn gió nào. Dấu chân ấy có thể tồn tại hàng triệu năm trên lý thuyết. Điều đầu tiên Armstrong làm không phải là cắm cờ mà là lấy đất. NASA đã dặn dò rất kỹ, vừa đặt chân xuống phải xúc ngay một mẫu đất để đề phòng trường hợp phải bỏ chạy về tàu vì sự cố đột ngột. Họ lo lắng mặt đất có thể lún hoặc mặt trăng có thể có khí độc bốc lên khi bị khuấy động. Armstrong đã cúi xuống, lấy thìa xúc một chút bụi, bỏ vào túi. Đó là hiện vật đầu tiên con người lấy từ một thiên thể khác. Sau đó thì Armstrong và Aldrin đã cắm cờ. Lá cờ Mỹ thực tế không tung bay, nó cứng như gọng áo và có thanh chống ngang để tạo hiệu ứng. Không gian không có gió nên lá cờ không thể phấp phới. Chi tiết này sau đó đã bị nhiều thuyết âm mưu xuyên tạc, nhưng thật ra chỉ là cấu tạo của cán cờ mà thôi. Rồi họ mở bảng điều khiển, đặt các thiết bị khoa học xuống đất, gương phản chiếu laser, máy đo địa chấn và các dụng cụ để nghiên cứu gió mặt trăng, dù mặt trăng không có khí quyển. Những thiết bị này sau đó đã cho phép phía trái đất đo được khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng chính xác đến từng cm bằng cách bắn những chùm tia laser lên mặt trăng. Để dễ hình dung, khoảng cách trái đất mặt trăng mỗi năm lại xa thêm 3,8 cm, và chính thiết bị của Armstrong đặt xuống đã giúp chúng ta biết điều đó. Hai phi hành gia còn mang về tổng cộng 21,5 kg đá và đất mặt trăng. Số đá ấy sau này được phân tích và cho thấy mặt trăng có cùng nguồn gốc với trái đất do mảnh vỡ của một vụ va chạm khổng lồ hàng tỷ năm trước tạo nên. Ngoài công việc khoa học, Armstrong còn có một khoảnh khắc rất con người. Ông đứng lặng vài phút nhìn trái đất, một quả cầu xanh nhỏ bé treo lơ lửng giữa bóng tối. Ông từng nói, không gì khiến ta nhận ra sự mong manh của hành tinh này bằng việc nhìn nó từ mặt trăng. Và ông cùng với một vài người khác biết được điều đó, còn chúng ta thì không được chứng kiến. Họ mang về đá, bụi, dữ liệu khoa học và cả một danh sách dài những sự cố suýt khiến nhiệm vụ thất bại. Nhưng cũng có những thứ mà NASA không kể hết ngay lập tức. Ví dụ, bản thân Modul Eagle khi hạ cánh đã sắp hết sạch nhiên liệu, chỉ còn đủ cho khoảng 20 giây bay lơ lửng. Armstrong phải điều khiển thủ công để tránh một bãi đá hiểm trở. Nếu chậm thêm một nhịp, Eagle đã lao vào đá và Apollo 11 đã trở thành một thảm họa. Một bí mật thú vị khác, Armstrong và Aldrin đã mang theo một túi chứa các vật cá nhân, trong đó có huy hiệu tưởng niệm các phi hành gia tử nạn, một mảnh vải từ tàu bay của anh em nhà Wright và một số đồng xu nhỏ. Đây là những món đồ mang ý nghĩa biểu tượng chứ không phải là khoa học. Ngoài ra, còn có một chi tiết ít ai biết. Khi trở về trái đất, hai phi hành gia đã phải điền vào một tờ khai hải quan, kê khai mẫu đá và bụi mặt trăng, giống như bạn nhập cảnh vào Mỹ mang theo trái cây hay thực phẩm. Và đây là tờ khai hải quan kỳ lạ nhất trong lịch sử của nước Mỹ.
Câu hỏi, có bí mật nào bị che giấu hay không? Thường gắn với nhiều thuyết âm mưu, ví dụ như là Mỹ chưa bao giờ đặt chân lên mặt trăng. Nhưng điều thực sự đáng nói lại là những chi tiết nhân văn và kỹ thuật ít khi được phổ biến rộng rãi. Nếu nhìn lại những thước phim của Apollo 11, bạn sẽ thấy Armstrong và Aldrin trông khá bình thản, bước đi từng bước như đang đi dạo trong công viên. Nhưng thật ra phía sau lớp kính bóng loáng đó là sự hồi hộp đến nghẹt thở. Mặt trăng không giống trái đất, mỗi bước chân là một quyết định, mỗi hành động đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Họ có đúng 2 giờ và 31 phút để hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ ngoài tàu. Nghe thì nhiều, nhưng với khối lượng công việc phải làm, gần như từng phút phải tính toán từng ly từng tí. Thời gian là điều xa xỉ và NASA không cho phép ai thích làm gì thì làm, mà mọi hành động đều phải được kiểm soát một cách kỹ càng. Một trong những điều đầu tiên Armstrong báo về đó là tôi đang thử đi và suýt ngã. Trọng lực của mặt trăng chỉ bằng 1/6 trái đất. Bạn nhấc chân lên và nó bay hơi lâu, hạ xuống thì hơi mạnh, nhảy lên một cái cũng dễ hơn như là nhảy dây trong công viên, nhưng rơi xuống thì lại hơi nguy hiểm. Bộ đồ phi hành gia nặng gần 82 kg trên trái đất, nhưng lên mặt trăng nó chỉ nặng khoảng 14 kg. Nó cứng và khó xoay như mang một cái tủ lạnh ở phía sau lưng. Aldrin từng kể rằng nếu họ ngồi xuống, e rằng không đứng dậy nổi. Ở trái đất bạn có thể chống tay, nhưng trên mặt trăng mỗi lực đẩy lại khiến cơ thể bật ngược về hướng khác vì quán tính. Thành ra hai người gần như không bao giờ dám ngồi. Mọi thao tác lấy mẫu đất hay nhặt vật liệu đều phải làm trong tư thế khom người. Một phát hiện khiến cả hai bất ngờ, đó là bụi mặt trăng mịn như bột than và bám vào mọi thứ. Chỉ cần chạm nhẹ, nó dính vào găng tay, dính lên giày, rồi theo chân vào mô đun như là bụi xi măng. Armstrong nói rằng lớp bụi ấy khiến ông hơi lo, nếu nó quá mịn, quá trơn hoặc quá dính, nó có thể làm hỏng bản lề, làm kẹt cửa hoặc làm hỏng thiết bị. Không ai biết chính xác chuyện gì xảy ra khi mở cửa để vào tàu. Cửa mà kẹt thì xong. Hai người mắc kẹt bên ngoài, mô đun có thể cất cánh và họ sẽ chết trên mặt trăng. Vậy mà Armstrong vẫn làm việc đến phút cuối cùng. Cái dáng khom người xúc đất của ông trông chậm rãi, nhưng đó là hành động vừa khoa học, vừa mang tính cứu mạng và rất dũng cảm. Và đây là một trong những bí mật ít người biết. Sau khi xuống mặt trăng, Aldrin đã xin tổng hành dinh vài phút im lặng riêng tư. Và trong khoảnh khắc đó, ông cử hành một nghi thức tôn giáo nho nhỏ. Ông mang theo mình một mẩu bánh thánh, một chút rượu nho đặt lên mặt trăng, rồi đọc lời cầu nguyện trong im lặng. NASA không phát trực tiếp vì sợ gây tranh cãi khi tôn giáo xen vào nhiệm vụ quốc gia, nhất là khi Mỹ là một quốc gia đa tôn giáo. Về sau Aldrin đã viết lại trong hồi ký, nhưng phải mất nhiều năm người ta mới biết được. Ngay cả khi họ cắm cờ Mỹ xuống đất, một sự cố nho nhỏ đã xảy ra. Thanh chống ngang bị kẹt, không mở rộng ra được như thiết kế. Vì vậy lá cờ trông hơi nhăn, giống như đang phấp phơ trong gió dù không có gió. Điều này sau này trở thành nguồn cơn trong hàng loạt thuyết âm mưu. Ví dụ, cờ đó thực ra là quay trong studio chứ không phải là trên mặt trăng. Nhưng điều ít ai biết, sau khi cắm cờ xong, Aldrin nhìn lại và thấy cờ nghiêng nghiêng, trông như sắp đổ. Họ chỉnh lại một chút để nó không đập vào mô đun khi cất cánh. Cuối cùng thì khi Eagle cất cánh, lực phản mạnh đến mức thổi bay lá cờ. Nghĩa là lá cờ bạn thấy trên ảnh của NASA. Đó là lá cờ trong 2 giờ hoạt động của Eva và sau đó nó đã biến mất. Nếu bây giờ bạn có cơ hội đáp xuống mặt trăng đúng vị trí của Apollo 11, thì sẽ không có bất kỳ một lá cờ nào ở đó cả. Vậy là đã có rất nhiều những câu chuyện thú vị phía sau hành trình của con người lần đầu tiên đặt chân đến mặt trăng. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.